Mọi người ạ, thực ra là hai vợ chồng Đồng Hải thời gian này thì hết sức là bận, công việc ngập đầu lên ấy, nhưng mà cũng vẫn cứ phải cố gắng tranh thủ dành thời gian để đi xuống khu vực Bác Ái này để làm nốt một số những cái công việc thiện nguyện mà Đồng Hải đang làm dở dang ở đây. Và hiện giờ thì Mạnh Thường Quân cũng vẫn đang muốn Đồng Hải còn giúp cho mấy hoàn cảnh ở đây nữa. Thì bây giờ là cũng tương đối là muộn rồi, thì hai vợ chồng Đồng Hải lại đang trên đường tiếp tục đi từ bên Phước Tân sang bên Phước Tiến và đi vào trong suối Rua Cao. Trong đấy thì cũng có một cái hoàn cảnh của mấy mẹ con nhà cái cháu mà có chồng cũng như không ấy. Chồng thì quanh năm cứ đi đây đi đó linh tinh, chẳng bao giờ thấy gửi được đồng nào về cho con, cho vợ. Thì lần trước Đồng Hải cũng đã quay thước phim lên hoàn cảnh của gia đình nhà cháu rồi, ở trong một cái túp lều rất là lụp xụp bằng những cái tấm tôn mà nhặt phế liệu, quay che chẳng che đụp lên để lấy cái chỗ để chui ra chui vào thôi. Cuộc sống thì cũng hết sức là cơ cực, nên hôm nay thì Đồng Hải với cả Ngọc Thủy cũng tranh thủ mua một suất quà, cũng có gạo mì rồi mắm muối cá khô để đem vào để làm cái phần quà để giúp cho mấy mẹ con của cháu cũng bớt đi một chút cơ cực trong những cái ngày mà mùa khô tháng hạn này. Thì còn cái chương trình là cũng có thể sẽ giúp cho cháu sửa lại cái nhà, nhưng mà đấy là có thể là trong những cái dịp lần sau thôi, chứ còn thời gian này thì vợ chồng mình là không có thời gian rồi. Mình cũng đã gặp Mạnh Thường Quân và nói chuyện cùng với Mạnh Thường Quân rồi, là nếu mà giúp cho các cháu ấy, thì cũng phải một thời gian nữa thì vợ chồng mình mới thì đi xuống giúp được. Đấy, giờ thì vợ chồng mình vẫn đang di chuyển đây, và xa thế ở đây sợ ông cái thời tiết ở đây. Vừa rồi thì một mình Đồng Hải đi xuống đây thôi, chứ Ngọc Thủy không đi xuống. Nhưng mà lần này Ngọc Thủy đi xuống thì thấy như thế nào? Trời ơi, nó nắng nóng khô cằn, nó rất là khó chịu cả nhà. À đây này, đi vừa nhìn thấy cái đoạn suối này, quay đoạn suối cho mọi người cùng xem. Lần trước thì nước chảy ào ào, mà lần vừa rồi thì vẫn còn nước chảy, nhưng mà lần này đây này, đấy. Nó khô, không có một miếng nước nào. Đi đường thì nó nắng như thiêu như đốt ấy, không còn một giọt. Thế mới sợ. Đấy, bây giờ thì mình đã sang đến địa phận của bên Phước cây Tiến. Cam, cây quýt, cây bưởi gì nó khéo khô đó cả nhà. Trời, bây giờ là sắp gần tối rồi. Quay đi quay lại cái này tối mịt ấy, cố gắng làm sao mà đi trao quà xong còn về kịp. Lần trước thì hai vợ chồng mình đi vào đây đi giúp đồng bào ở đây thì đang giờ đấy nó đang còn đang mùa mưa, thế là nhìn thấy cái không khí nó mát mẻ, nhưng mà cây điều đây nó phải nói là rất hợp nhỉ. Cây điều nó chịu hạn được, nó chịu được hạn này, nhưng mà nó không nhiều trái đâu. Thật đấy, nước nôi không nghĩ là nó lại khô hạn đến mức độ như thế. Đây các bạn ạ, cũng đã một thời gian rồi thì bà xã Đồng Hải là không đi vào đây, không muốn mình vừa rồi đi vào đây đi làm cùng với các cháu ở trong khu vực này. Thì hôm nay Đồng Hải mới cùng bà xã mình đi vào trong khu vực này. Đấy, bà xã thấy ở đây thế nào? Ngọc Thế xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Chắc cũng nửa năm rồi nhỉ? Nửa năm chưa? Chắc nửa năm rồi sau khi mà đến đây để mua tôn lợp nhà cho nhà cháu Nguyên ở đây thì hôm nay Ngọc Thủy mới quay lại. Thế Ngọc Thủy nhớ ai đấy không? Pinang thì ném. Pinang chị ném. Đấy, hôm nay rất là thấy xinh gái. Thấy vẫn như xưa. Hôm nay là còn mặc áo đội tuyển Việt Nam cơ.
thời gian vừa rồi ấy, thì vợ chồng Đồng Hải có nghe cái câu chuyện cũng ha, tương đối là bức xúc, nên hôm nay mới tranh thủ đi xuống chỗ nhà cô Câm để xem cái câu chuyện mà xảy ra trong nhà này giữa cái người em gái của cô ấy với cả các cháu ở đây nó như thế nào. Thì ê, nấu cơm chưa? Bắp bu chưa? Ở ôi nhà cô ấy này thì hôm nay vẫn đang đóng cửa. Ai đây? Ông anh. Ngủ à? Ồ, nhà ở đâu? Nhà này ở đâu? À, dưới Sư Rùa à. Chắc người yêu bà này à? Phải không? Sao mà cho người yêu để nằm ngoài đây? Thế bọn trẻ con đâu rồi? Bọn trẻ con mấy đứa đây đâu hết rồi? À, tên đi đâu chưa? À, thế thì mẹ nó bây giờ là không ở đây nữa à? Đóng cửa rồi à? Mẹ nó còn thang nhờ cái mic đi. Thì mấy hôm vừa rồi ấy, thì hôm tôi với cả cái em Thành Trung đi vào đây cũng giúp đỡ cho hôm đưa cái thơ đi xuống Sài Gòn cùng với mẹ nó đấy. Xong mà khi quay về đây rồi ấy, thì hôm vừa rồi mới lại nghe tin là vừa rồi là con mẹ của cái bé thơ ấy là sau khi hôm đưa cháu đi khám về là về đây là lấy cả đôi bò đây xong đem đi bán à? Có phải không? Lấy bò đi mang rồi. Lấy bán bò luôn rồi. Bán và có chia tiền cho cái... Đưa cho ông Cầm đó 1 triệu. À, đưa 1 triệu. Cho con nó 300. Thế là còn bao nhiêu là cầm đi? Còn bao nhiêu là cầm đi hết. Thấy bảo bán bò là hình như là được... 8 triệu. 8 triệu ra mà... cái đôi bò là mua 10 mấy triệu mà nhỉ? Bò đó nó mua hôm bữa là 12 triệu. Ông ăn đi mua hôm bữa 12 triệu, đờ rút cuộc băng lè 8 triệu. Hôm vừa rồi thì mình nghe, mình rất là bức xúc bởi vì là cái cặp bò đấy khi đã hỏi ra thì là cho cô Câm và bé thơ. Đấy. Bởi vì là cô Câm là cái người nuôi bé thơ nên cô Câm là một người tàn tật chứ không phải là chỉ cho con mẹ của bé thơ đâu, mà lại rất là ấy. Vấn đề này thì chắc là anh em của tôi phải làm cho ra nhẽ mới được. Giờ nó bà Câm đi làm rồi mà đem các con lên đường. Thế là hôm nay mấy hôm nay là được nghỉ lễ nghỉ Tết mà cũng không về à? Không. Đem hai. Đem cả bé thơ lẫn bé Tiên đi à? Bị Quỳnh. Bé Quỳnh, thế bé Tiên là bây giờ ở nhà. Bé Tiên gửi cho ba Trăm nuôi dưới Phan Răng. À lại đem ra ngoài Phan Răng. Dạ. Thế gửi người Trăm à? Dạ. Hay là nó bán? Biết gì, ai biết. Thế cái người Trăm người kia có phải anh em nhà không? Hay là người? Người họ thôi, người khác. Mình đâu, tập có người mình đâu. Người Trăm là khác, người mình là khác. Tội quá nhỉ, bởi vì nếu mà mình biết như thế thì mình sẽ đón bé Tiên về nhà để cho các cháu ở. Bé Tiên về nhà nó đâu có đưa về đâu, nó đâu có cho về đâu, nay ở luôn cho ba Trăm anh vậy. Thế là sau cái hôm là đưa bé thơ đi bệnh viện về là xong là nó làm luôn thế à? Cái đứa này thật sự là không phải là người nữa, nó là con ma đúng hơn. Biết gì. Tôi rất bức xúc. Nói thật sự là tôi hôm nọ mà tôi đã bảo với em Thành Trung rồi là bảo cái tiền đấy là không nên đưa cho mẹ nó, còn lại mấy triệu ấy khi mua kính cho cháu rồi là nên để đưa về để đưa cho cái cô Câm này này, cô ấy là người trực tiếp cô ấy chăm sóc bọn nó bao nhiêu ngày. Cần phải cho chúng nó ăn uống. Thế phải lo chúng nó, còn mẹ nó nói thật cái móng tay móng chân đỏ chót trông như con phù thủy ấy. Đi thuốc lá thì đốt như đốt nương ấy. Tôi nói thật sự là tôi đi giúp cho các cháu là chẳng qua tôi thương là bọn trẻ thôi, chứ còn nếu mà như mẹ nó thì tôi nói thật sự là tôi không chịu nổi. Đấy là nói nghiêm túc. Đi dọc đường này này tôi mới kể cho cô biết là cô ở hàng xóm đây biết, không biết là mẹ nó như thế nào tôi không biết.
rất là oai. Có nghĩa là khi hôm nhà xe người ta giả lại cho được 20.000, lúc là túi thuốc lá đi đường hút, bắt tôi phải giả lấy lôi tiền ra để giả. Từ cái bật lửa tôi phải bỏ tiền ra để giả. Trong khi đó có một cái đứa nó giả vờ nó đi ăn xin mà nó khỏe mạnh chứ. Nó đến nó xin tôi không cho, tôi bảo là tôi không cho những người như thế này này. Nó rút phát 20.000 ra nó đưa cho người ta. Như kiểu là tôi nói trong khi đó là con nó không mua nổi một cái chai nước cho con. Mua chai nước cũng phải làm ăn với ai mà tin được. Phải gọi tôi. Đấy nên tôi bảo là tôi rất là bức xúc cái vấn đề đấy, chẳng qua là hôm là thương bé thơ. Đấy thương các cháu nhỏ, mới cả thương cái cô Câm này là rất là chịu khó chăm sóc này. Mà tôi đã quay một video rồi là để chúng tôi phải làm cho ra nhẽ cái vấn đề là cái cặp bò, thế mà quay đi quay lại chưa kịp làm thì nó đã bán ngay đi rồi. Cặp bò đó nên về thì nên thế này. Nên bò đó là đưa tiền cho nó, đưa tiền cho con nó cũng phải đưa cho bà Câm. Nên vậy, ông anh mới này, tiền đó số tiền đó đưa về bị thờ về bà Câm này thôi. Nên có đâu, nên tiền đó số tiền đó đưa cho bé thơ nên vậy. Không, tiền đấy là của cả bà Câm và của bé thơ là của, chứ không phải là của riêng một mình của bé thơ. Bởi vì khi bọn tôi đã hỏi ra chuyện nó là như thế. Nên cái việc này ấy, thì bây giờ tôi đang bận chứ tôi sẽ phải làm cho ra nhẽ. Coi như không thể để cái kiểu vớ vẩn thế này được. Này là nó quá bức xúc. Tôi thấy là cái cô này này là cô đã tàn tật, cô không nói được. Cô đi lạch, coi như là cứ lê từng bước mà phải đi phát nước, phát dọn để trông cháu, trông con cho nó. Mà khi thấy cô ấy như thế này, thấy hoàn cảnh như thế thì các mạnh thường quân ta mới thương. Chứ không phải là chỉ thương một mình bé thơ đâu, mà thương là thương cái người tàn tật như thế này mà là còn đứng ra để chăm sóc cho các cháu. Nên người ta mới cho tiền để cái phần đấy. Nên kể cả là như hôm người ta gửi cho tôi 1 triệu chẳng hạn, đến bảo để mua thức ăn các thứ đến, xong còn lại bao nhiêu thừa đưa cho cô ấy. Đấy là như thế. Bởi vì là cô ấy còn có cái nhiệm vụ thứ nhất là lo cho bản thân cô ấy, và thứ hai là cô lo cho bọn trẻ. Bây giờ đấy, lôi bọn trẻ đi mà không biết là như thế nào nữa cơ. Coi như là bé Tiên là bây giờ là đưa cho người chăm. Dạ. Khổ thân quá nhỉ, mà bé Tiên thì nó lại ngoan ngoãn, nó lại nó rất là lành lặn mà nó sống là tình cảm lắm. Con cũng nói cho bà chăm, biểu đem tiền về nhà, bà chăm đâu có đưa về đâu. À, đưa kẹo cho bọn trẻ đi, trẻ con chia cho trẻ con ăn. Thì... em không? À. Rất tội quá nhỉ. Thế là bây giờ là người chăm ấy là nuôi bé Tiên là ở nhà tận đâu? Ở cái đây xa không? Xa lắm, đi Bình Dương. Ở đường đi xuống cái Phan Giang à? Đi đem bị tiền đi hả? Ờ. Bị tiền đi ở với bà chăm dưới Phan Giang mà. Ừ, bà chăm dưới Phan Giang luôn. Dạ. Nó thì đi làm chỗ Bình Dương vậy đó. Ờ. Đấy, những ngày này là đang nghỉ 5 ngày cơ mà, có phải là ít đâu. Hồi này là đang hôm đã đi thì thấy đang điện thoại đang cặp kè mấy cái nói chung trừ nói dại thì là thiệt thôi. Thế nên cái chuyện đấy thì mình rất là bức xúc cho cái vấn đề ngu, mà ngu cho nó bản thân nó thì không sao, mà ngu lại cho các con nó thiệt thòi thì quá khổ luôn. Và thương nhất là cái cô này rất là tội. Như này bao nhiêu công sức. À, thấy bảo hôm nó bán bò đi cô này khóc suốt phải không? Ừ, sưng mặt luôn. Khóc sưng mắt lên. Bởi vì là cô ấy khóc có khi cũng chưa phải là tiếc cái con bò, mà thương cái bọn trẻ con ấy. Tôi nghĩ là thương cái bọn trẻ con giờ đi biết cầu bơ cầu bất ở đâu. Thì bà Cầm nên nhưng mà bố đê từ nó chẳng. Thì con nó quay cũng được, mẹ thì đi làm, cứ đi làm nên vậy. Đang băng bò mới mùa, bắt đầu băng lại. Bà Cầm nó mới tức, nó mới khóc 2 ngày 2 đêm luôn, sưng mặt sưng mũi luôn mà. Rất là tội thôi, bà xã thấy không? Rất là tội cái hoàn cảnh nó như thế này. Được rồi, cái vấn đề này thì bọn tôi không để yên đâu.
bởi vì không phải riêng kênh mình, còn kênh của Thành Trung, kênh của Tài Quách, của mọi người, những người đã giúp đỡ ấy, chúng tôi sẽ phải làm cho ra nhẽ, chứ không để cái này được, phải làm cho đòi sự công bằng cho người đồng bào mình. Bởi vì cái Mạnh Thường Quân người ta thương là thương những người tàn tật, những người khổ sở như thế này, chứ không phải người ta thương những người như chẳng hạn như cô có quay lên thì cô đang khỏe mạnh này thì ai người ta giúp được cái gì. Nếu giả sử nhà khổ quá thì người ta giúp cho được yến gạo mấy thùng mì tôm là cùng, chứ còn không giúp được những cái công việc kia, đúng không? Bởi vì người ta tàn tật này là người ta chịu thương chịu khó thì Mạnh Thường Quân ta mới thương đấy, nó như thế thì làm cái gì đâu có được rồi, dành cơm một tay đó. Thì hôm tôi thấy rồi này, cô đang khóc rồi này. Ừ. Chắc là cô nghe được câu chuyện đấy nhỉ? Nghe cái chuyện này cũng bồ hồi nãy. Ừ. Sao đẹp thế? Cho mượn cái. Thì từ hôm về đây là tôi bận, tôi không lên đây được. Chứ nếu mà tôi bất cứ ở đây liên tục thì nếu nó nói chuyện bán là tôi không cho bán này. Dứt khoát là tôi không cho bán ngay. Thôi thì con cũng nên cho bán. À. Con đâu có biết đâu, con ở trên rơi. Chờ dưa này con mới xuống bà cầm được kề này, bò em băng đi rồi. Vừa nay vừa khóc. Nên vậy rất là tội nha, tôi nghĩ khổ quá này, bò mới mùa đi băng lại bán đắt bán rẻ đi, nó chỉ cần tiền thôi mà. Nói thật sự là nó không muốn đưa cái bé thơ đi khám đâu, không muốn đưa đi chữa đâu, nó muốn Mạnh Thường Quân đưa là cho tiền, nhưng không bao giờ, bởi vì bọn tôi đi làm cái gì ấy. Là lo cho các cháu, lo cho những người tàn tật. Đấy. Thế mới tội này mọi người ạ. Đấy, cô cầm này, cô như thế này mà bao nhiêu ngày chăm sóc cái lũ trẻ cho cái con của cái... Nó tên là cái gì nhỉ? Cái Tết nhỉ? Cái Tết, cái cô Tết. Là mẹ của bé thơ ấy. Một con người nó thật sự là sống hết sức quá đáng. Không có một tí tình người nào. Bác ruột của mình, đấy là chị gái. Tàn tật chăm sóc cho con mình như thế, thế mà nỡ sống rất là tệ bạc, bây giờ lại đem con đi cho người chăm nuôi rồi thì lôi còn hai đứa đi, chẳng biết lôi đi vứt ở đâu nữa, cái cuộc sống chúng nó làm gì nó giỏi để bươn trải cuộc sống đâu. Con của nó mình nó đem đi rồi. Thôi, đừng buồn nữa nhá. Để bọn tôi sẽ cố gắng tìm bằng được bọn nó, xong bắt đầu để làm cho ra nhẽ. Cần thiết là nhờ chính quyền, nhờ bên công an, nhờ bên xã người ta can thiệp vào nhá. Cố gắng nhá, còn cứ chịu khó thế này thôi. Còn thương cái bọn trẻ thì cũng không làm nào được. Rồi nó đem đi mà nó không nuôi được, nó lại phải đem về đây để nó gửi bác thôi. Thì bác lúc lại phải lại là người chăm sóc rồi. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Bác cái này mặc dù tàn tật nhưng bác sống tình cảm lắm, nhắc đến các cháu nữa là rất là thương đấy, nó như thế. Thôi bây giờ vợ chồng nữa đi về đã nhá, rồi đi vào đây để xem tình hình nó như thế nào. Bởi vì hôm nghe câu chuyện thì nó bức xúc lắm, nhưng mà bận quá bây giờ mới vào để hỏi cho ra nhẽ, rồi thì sẽ làm cái việc này cho nó rõ ràng. Không thể để những cái người sống kiểu vớ vẩn mà láo tét được. Thôi đi vợ chồng mình đi về đi nhỉ. Thôi thế nhá. Thôi thế có mỗi một đứa này ra đây à? Không còn đứa nào à? Cho kẹo cho nó. Còn đưa người. Thế bốc cho đưa cho nó. Có đem về cho nó ấy. Bốc cho nắm còn đem lên cho mấy đứa trẻ con trên kia nữa cơ. Lần này thì bận lắm. Thế thôi nhá. Xin chào tạm biệt nhá. Động viên cô hộ với nhá. Thôi xin chào nhá. Đấy, mọi người ạ, cô sống rất là tình cảm mọi người, mặc dù là như thế. Thôi đi về đi. Bây giờ mình đi lên trên này. Giờ còn về không thì muộn quá rồi, tối mất rồi đấy. Kẹo không? Ăn kẹo không? Hả? Đây, bà cho nhá, xin đi, xin chưa? Xin. Rồi. Kìa đông đấy, bọn trong kia còn... Ra đây ăn kẹo nào. Đang làm gì kia? Làm rau à? Tập trung ăn kẹo ăn nào. Ăn xoài à? Ra đây. Xoài xanh hay xoài chín? Cho
xuống đây lấy kẹo, xuống đây lấy kẹo, nhanh nhanh. Nhanh nhanh nhanh, tập trung nào. Ồ, có đứa cởi chuồng ấy. Cởi chuồng là không cho đâu nhá. Đấy, ôi. Chào chưa? Chào chào ông chưa? Chào ông. Nào. Chào ông chưa? Chào ông. Chào bà chưa? Ôi thằng Liệt kìa, để tí cho thằng Liệt mấy cái nhá. Nhá. Nào, đứng nào. Đây. Rồi. À, còn em kia không mặc quần là không cho đâu nhá. Đừng. Chị đã cho con cô ấy kia thằng ấy nhá. Cảm ơn, giỏi. Tình hình chị hồi nãy nào, có khỏe không? Hả? À. Pin năng thì ném. Bảo hồi này thế nào, có khỏe không? À, thế là có người yêu chưa? Có người yêu chưa? Ơ? Ừ. Thế sao bảo sắp lấy chồng? Ơ? Ừ. Thế họ đồn đấy à? Ồ, à không phải bắt chồng á? Thế mà hôm nọ thấy tivi, ở trên tivi họ bảo là bà Pi Năng thì nhém chuẩn bị bắt chồng. Ơ? Ừ. Thế thì chúng nó nói đùa à? Thế tình hình là phải bắt chồng đi. Bắt chồng cho nó... Kệ nó chứ. Bắt về để làm nghịch nghịch thôi. Chứ ở trong xóm này có ông nào mà không? Thế có lấy chồng ngoài Phan Giang không? Có một ông làm đại gia ở ngoài Phan Giang. Ôi. Không bắt ra. Quyết tâm là không bắt. À, không bắt nữa. Có một ông ở dưới Sài Gòn, ông ấy xem video. Thế là ông bảo là thích bà Pi Năng thì nhắm. Thế có đi Sài Gòn ở không? Không hả? Ôi giời, thế thì chán nhờ, mình đang định mai mối thế này. Rồi nói đùa thôi, nói trêu chị một tí thôi nha, cho vui nhá. Thế thằng Nguyên này đi đâu rồi? Nguyên làm gì? Nguyên. Ừ. Đang ở nhà. Ừ, nhưng mà hôm nay không có thời gian đi sang chơi nó đâu. Thế con cháu? Thế nào hôm nay khỏe không? Yeah. Ui dồi, cảnh sát giao thông à? À? Đâu rồi, mấy đứa đâu rồi? Ôi giời. Dạ. Đấy, ông tướng kia. Thế là từ cái đợt nọ giờ là chồng đã về nhà được mấy lần rồi? Không về đâu. Không về? Dạ. Đi làm trên Lâm Đồng chưa về. Làm trên Lâm Đồng chưa về? Dạ. Thế là được mấy tháng rồi? Dạ, 2 tháng. 2 tháng là chưa về. Thế về lần trước về có đem được đồng nào về không? Đem được tiền về không? Dạ, hôm bữa thì có gửi có... triệu à? À được 1 triệu gì? Ừ, nếu thế là còn được. Thế là biết là để về đong gạo cho bọn trẻ con đúng không? Dạ. Xong lại đi luôn. Xong rồi về lại làm cho bọn em bé nữa à? Thấy bảo là lại có em bé phải không? Dạ có. Lại thế là đứa này là đứa thứ 5 rồi phải không? Dạ. Đứa 5 mà một đứa thì bỏ mất rồi. Đấy. Giỏi quá cơ. Nào thanh niên kia ra đây nào. Ra đây ông hỏi nào. Vì đâu về mà thay quần áo mới đây, chuẩn bị đi chơi à? Hả? Quay đây cho nào, ăn kẹo chưa? Ăn rồi. Ăn rồi cái gì? Hay chuẩn bị đi tán gái à? Phải không? Có người yêu chưa? Hả? Đã chuẩn bị có bị cô nào bắt chưa? Ủa sao lại không nói chuyện thế này? Nói chuyện thế nào? Thời gian này ở đây đã có trận mưa nào chưa? Dạ. Vừa rồi đã có trận mưa nào ở đây chưa? Mưa. Ừ. Mưa. Chưa trận mưa nào? Mưa nắng sao mưa? À, cứ nắng suốt này à? Thế là thằng chồng con nó vẫn đi làm ở trên Lâm Đồng à? Dạ. Đi làm trên Lâm Đồng. Bây giờ mà nó đi vắng thì làm thế nào được nhờ? Hình như là trước đây là nhà con cũng còn một ít cái cây que để làm cột nhà phải không nhỉ? Có. Cái cây nào? Cây gỗ các thứ để trước định đây để làm nhà lại phải không? Cây hả? Cây gỗ ấy. Cây cối. Biết đâu? Không biết á. Trước bước đằng sau này này. Còn cứ hay là hết rồi.
Yeah, có cái cây kìa. Hai cây. À còn hai cây. Hai cây hình như là cây chú chặt thì sao, chú với Nguyên chặt thì sao chứ? Có đâu. Một lọ nhà quẩn. Thế có muốn làm lại nhà không? Có. Có muốn làm nhà không? Có. Làm nhà như nhà bà này này, có muốn không? Thì làm nhà thì ai đi chặt cây. Đấy, thế mới vấn đề là như thế. Thì muốn làm nhà được thì không ai đi chặt cây đâu. Ừ, nếu khi nào nếu mà chồng nó về, chồng nó mà về thì bảo với nó nhá. Bảo là chú Hải chú hỏi có muốn làm lại nhà như bên nhà mẹ không? Thì chú sẽ kêu gọi chú giúp cho. Mà đã có người hứa là sẽ cho cái để lợp đấy. Nhưng mà với điều kiện là bây giờ phải làm lại được. Chứ bây giờ chú thì chú không thể trực tiếp chú làm được như trước nữa. Bây giờ chú già yếu rồi. Phải có người chuẩn bị các thứ nữa cơ. Chứ nhà cháu thì cây que này thì không tiết tận dụng được cái cây nào rồi. Toàn nó mục gãy hết ở đâu nữa, mà toàn nó cây vớ vẩn này này. Nhà này làm thì 2 năm, 3 năm rồi. Thì nó cứ nên toàn cái cây vớ vẩn này thì có phải là những cái cây như thế này đâu. Những cây như bên nhà bà này thì còn lấy lại được một số. Chứ còn cây nhà con này thì không nên. Có người đã hứa là giúp. Nếu mà có người cùng để đi làm. Còn bây giờ bảo chú đi làm thì chú không, chú chỉ đi mua các thứ về để hỗ trợ cùng nhau để lợp để ấy được thôi. Còn khi nào mà bây giờ cũng chú chưa làm được. Bây giờ chú đang bận, rất là bận. Nên khi nào mà chồng về thì đấy, bảo là chú Hải bảo như thế nhá. Còn nếu mà không ấy được nữa thì chú lại chuyển cái phần ấy để đi giúp người khác thôi. Đấy. Bởi vì thấy nhà con nó khổ quá, cái nhà nó quá, coi như đây là toàn cái đồ phế liệu đấy. Tôn này là toàn tôn phế liệu nha mọi người ạ, chứ không có một miếng tôn mới nào. Các cháu là như kiểu là đi xin ở đâu về ấy, thế là... Cái này là xin hay mua? Dạ, mua. Mua mà mua đồ cũ cái gì? Mua đồ mới, 2 năm là cố rồi. Làm gì cái đồ mới nào mà nó như thế này? Kể cả là 2 năm đến 10 năm nó chả thế này thì sao lại cái đồ mới mà nó như thế này mà 2 năm. Cái này là đồ cũ. Chứ còn kia cái tôn người ta kia người ta làm nhà cũng hơn năm nay thì nó vẫn mới tinh như kia cơ mà. Chứ sao nó như thế này. Đây là cái đồ toàn cái chắp vá vào chứ làm gì có cái nào mới đâu. Đây này toàn cái lỗ đinh cũ đây. Đấy bây giờ là con lúc nào mà chồng về nhá thì con bảo với chồng như thế. Còn hôm nay thì chú cũng tranh thủ thôi, không có thời gian đâu. Chú cô đang vừa đi làm ở ngoài tận Nha Trang vậy cơ. Xong vừa xong lại đi cũng đi giúp một cái hoàn cảnh ở bên Phước Tân kia. Là cũng chuẩn bị lợp lại cho nó cái nhà. Cũng bưng vách không biết, chắc là lần sau sẽ không mua tôn này, mua tôn lá, tôn như kiểu kia, tôn kia để làm cái vách cho nó dễ làm hơn. Thì cô chú mới vào chỗ con là để bảo với con như thế. Thế mà thấy nhà con rất là hoàn cảnh, cũng rất là khổ. Nói là có ông chồng thì cũng gần như không, coi như đi. Thế vừa rồi về được có 1 triệu, mà một năm về có 1 triệu là cũng là tương đối đã ác rồi. Thôi thì chú cũng có mua một xuất quà kìa, có gạo này, rồi mì tôm, cá khô, các dầu, nước mắm các thứ để đem tặng cho con. Thì con xuống đây con nhận cho chú cái nhá. Thì chú còn về không ấy, đi xuống dưới xe dưới này. Sao đi xuống đây mà? Bảo cả thằng cu nữa, xuống đây về. Này kia nào. Đấy thì hôm nay vợ chồng Đồng Hải cũng chỉ tranh thủ thôi, không có thời gian nhiều. Đang rất là lu bu công việc.
Mạnh Thường Quân thì thấy thương các hoàn cảnh như thế thì cũng thông qua kênh để đại diện cho các Mạnh Thường Quân để mua những cái suất quà nho nhỏ để tặng cho các cháu. Còn cái vấn đề về nhà cửa các thứ của các cháu ấy thì bây giờ thì một mình Đồng Hải không thể đứng ra làm được mà cũng không có đủ tiền để mà thuê mượn mọi người. Nên cái đấy thì còn phụ thuộc vào gia đình của các cháu nữa cơ. Mà thời gian này thì vợ chồng mình cũng tương đối là bận. Đi vào trong này thì hồi này mùa cạn nên mà hết nước, Ngọc Thủy đi tìm mãi mới được một cốc nước uống hay sao. Thế em cầm cái máy để anh trao quà cho các cháu. Mấy đứa trẻ là được kẹo hết chưa? Có đứa nào không được không? Hả? À? Có nào chưa được chưa? Có đứa nào thiếu ai không? Đây nhá này. Đây là cá này. Cá này hôm nọ mà chú nướng ăn ngon lắm chứ. Đây dầu ăn nhá, nước mắm cái thế đây nhá. Đây. Đứa nào xách nào? Đâu thằng lớn đâu? Ra đây. Dạ đây xách này. Đây thiếu thùng mì tôm này. Đây con gạo đây nữa con này. Đấy, đây có một yến gạo con nhá. Thì đây là cái phần quà này ấy, là của một cái cô ở bên Canada, cô là cô Trơn Phạm, cô thấy chú quay lên cái hoàn cảnh của nhà con như thế, thì cô mới bảo là chú mua những cái phần quà này để tặng cho những cái hoàn cảnh mà khổ quá, mà sao ăn đã không đủ, ở không được mà suốt ngày đẻ là đẻ nào. Bà xã biết không, 4 đứa rồi, bây giờ đứa này lại tiếp tục đứa thứ 5 này. Thì một cháu mất rồi, bây giờ là cũng là còn 4 đứa. Nên đẻ ít thôi, chồng đi về thì tiền thì chẳng thấy đưa về, mà toàn thấy đưa con về. Đấy, tinh thần là như thế. Thì bây giờ là cô chú đại diện cho cái cô Trơn Phạm, là cô là cái Mạnh Thường Quân, cũng đang hỗ trợ trên kênh của chú tương đối là nhiều. Thì hôm nay là thông qua kênh thì cô Trơn Phạm đã gửi cho mấy mẹ con một cái phần quà, mặc dù là nó cũng không lớn đâu, nhưng mà nó cũng mang như rất ý nghĩa nhân văn. Thì bây giờ con cảm ơn cô Trơn Phạm này nhá. Dạ. Dạ, chào cảm ơn cô Trơn Phạm đã chúc con sức quà này. Dạ, chào cảm ơn. Đấy, mọi người ạ, thì nói thật sự, mình đi vào trong này thì với rất nhiều các hoàn cảnh trong này rồi. Mọi người nói thật sự mang tiếng ở ngay gần đường lộ này thôi, nhưng mà cái va chạm rất là ít, nên là như các cháu cũng đã có lời cảm ơn tới cô Trơn Phạm rất nhiều. Và kênh Đồng Hải cũng cảm ơn cô Trơn Phạm rất là nhiều nhé. Rồi bây giờ thì vợ chồng Đồng Hải còn chặng đường rất là dài, bây giờ còn phải đi về tận trên Lâm Đồng nữa, còn hơn 200 cây số nữa mới về nhà. Nên bây giờ thì vợ chồng mình sẽ kết thúc video này tại đây. Hẹn mọi người những video tiếp theo của vợ chồng Đồng Hải, và rất mong được sự quan tâm, như cổ vũ nhiệt tình của tất cả các khán giả mà đã vẫn đang yêu mến kênh của vợ chồng Đồng Hải. Thôi bây giờ thì nào, chào đi nào.